Dạ vâng, quý vị các bác cùng anh em thân mến, buổi sáng ngày hôm nay 12 tháng 3 năm 2022, đây là video clip lần thứ hai em test trong buổi sáng ngày hôm nay. Và video lần thứ hai này em sẽ test một đôi loa Bookcell đến từ Nhật Bản các bác nha. Đôi loa Bookcell đến từ Nhật Bản, cái cấu hình cực kỳ gấu các bác nha, cực kỳ gấu. Phải nói nhấn mạnh một câu rằng cái cấu hình của đôi loa trang bị cực kỳ gấu và có giá bán nó còn cao hơn cả những đôi loa Mỹ mà em bán mấy hôm trước các bác nhá. Mấy hôm trước thì em hay bán những dòng loa Bookcell cũng bát 18, một loa tép. Thế nhưng ở clip này thì mấy hôm trước thì có những dòng loa Mỹ tầm khoảng cơ 3 triệu rồi 3 triệu 2, 3 triệu 3. Đấy. Nhưng riêng đôi loa Yamaha này của Nhật Bản này em bán cho quý vị các bác các anh em chúng ta với giá 3,5 triệu. 3,5 triệu, nhưng quý vị và các bác các anh em thân mến, nó chất ở cái chỗ rằng cái nội thất của cái dòng loa này nó gấu, cực kỳ gấu, củ của nó gần bằng mặt loa, cực kỳ gấu, to lặng. Chất âm của nó thì quá là hay. Và đôi loa Yamaha này có giá 3,5 triệu các bác nhé. Có giá 3,5 triệu đồng. Tôi thấy là các đời cyber của nó, bát này là bát 18 này, màng carbon gân cao su zin nhé. Và đây là loa tép đông các bác nhé, đây là loa tép đông và lỗ thông hơi. Đôi loa Yamaha model là có lẽ là model sau. Đôi loa Yamaha model là AST-S1 các bác nhé, S1, tức là đây là đôi loa số 1. Số 1 S1 Yamaha model là AST-S1. Đó. Hàng được sản xuất tại Made in Japan. Quý vị các bác anh chúng ta nhìn rất rõ đây đúng không ạ? Rồi, một đôi loa gấu chất. Đặc biệt là nó sử dụng cái thân hình của nó là thân hình gỗ nặng các bác nhé. Thân hình là thân hình gỗ nặng. Đó. Thân hình gỗ nặng. Đôi loa này thì được cái ưu điểm là trùng sơ di luôn, tại vì em không để ý. Thế nhưng mà ý là em vừa quay em nhìn thấy số bên kia là 48 này, chúng ta nhìn sơ di này, trùng sơ di, trùng sơ di, tức là đây máy quay sẽ lấy nét 102548 nhé, 102548. Và bây giờ sẽ sang bên kia. Rất hiếm có những đôi mà loa mà trùng sơ di đúng không ạ? Trùng sơ di thì trùng đôi trong đây cũng 102548 đây các bác nhé, 102548 trùng seri. Đó, một điều rất là ok. Những đôi loa mà nó về nó trùng đôi trùng cặp rất là hiếm đúng không ạ, rất ít. Đó, đôi loa này thì Yamaha em vừa mới giới thiệu cho các bác các anh em chúng ta, thì đôi loa này nó có giá là 3,5 triệu đồng các bác nhé, 3,5 triệu đồng. Chất gấu, tiếng chất âm thì mời quý vị các bác các anh em chúng ta nghe luôn, chất âm của nó đỉnh, nó rất là hay nhá. Đấy, các bác thấy ạ, tiếng của nó đánh rất người lớn luôn, uy lực. Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn dâng dâng, lời hát thương đau, nhịp giấc hồn phiêu linh, nắm tay cong dài cố hé run run
môi cười lúc chia tay bên trời tiếc thương. Em ơi, đêm cuối cùng gần nhau, hẹn rằng một ngày mai nỗi mộng ban đầu. Đừng khóc sầu chia ly, về lệ tuôn rơi lòng héo xuân thì. Dù đêm không như hồn chung, dù quan sang cách chờ mong manh, hãy tin một niềm nỗi nhớ thương xưa vẹn tuyền sẽ cho ta. Đêm cuối cùng gần nhau, sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành. Em ơi, đêm cuối cùng gần nhau, sợ rằng một ngày mai